rồi bây giờ có thêm hàng nữa rồi nó bệnh về nó lấy gì đâu mà nó rồi giờ thằng cha thì mà lãnh lương ra thì không thấy được bạc nào mà mua sữa mua sùng mua tả cho con á, coi như là cha bỏ bê luôn. Bỏ bê thì bắt đầu con nhỏ này thì vừa thấy nó không ăn được, nó nguy kịch cái đầu cái cả tháng nay là nó dọn nó đi nó ở gần công ty mình nên nó rất là cao. Ca mổ nghe nói là tới 18 triệu mà em thì chung mình em còn 3 triệu với mấy cô chú cho gom gom lại được 4 triệu nữa là 7 triệu. Rồi em nói ca mổ không đủ, rồi em mới điện về dưới Cà Mau nhỏ em gái dưới, em mượn thêm 10 triệu nữa. Chào mừng hồi, chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Điều Mồ đang có mặt tại quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mắt là một cái đám tang của một bệnh nhân đã mất. Và hôm nay thì đến đây tìm hiểu hoàn cảnh cũng như là hỗ trợ nào khó khăn với gia đình cô bác quý anh chị. Dạ, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới có 2 tuổi mấy. 2 tuổi rồi. Chia sẻ thêm với mọi người á, là cháu là con của chị gái, đó là chị Nhung. Chị Nhung thì vừa mới mất và cháu cũng không có biết là mẹ như thế nào. Hồi nãy thì mọi người có hỏi thăm là mẹ cháu thì cháu trả lời sao vậy ông ngồi à? Hỏi nó mẹ nó đâu, nó nói mẹ nó người ta nhốt. Nó nói mẹ nó bị người ta nhốt. Mẹ con đâu? Trả lời cho con. Mới 2 tuổi mồ côi rồi. À, ngày hôm nay thì mấy anh em gặp lại anh Nhật Tâm. Thì hôm nay là một cái đám do nhóm anh Nhật Tâm hỗ trợ mai táng miễn phí. Thì anh có thể kể cho tụi em biết được rằng là cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào ạ? Thì lúc sáng về phía bên Nhật Tâm có nhận điện thoại của anh trai chị Nhung à. Thì có gọi điện xin nhờ lo vấn đề hậu sự đám tang, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Thì nói quê ở Cầu Kè Trà Vinh á. Thì mình nghe cái mình hỏi sao không đưa về quê. Cái nói ở dưới quê là không có nhà cửa đất đai, tại đi lâu lắm rồi. Nên bây giờ muốn nhờ bên phía Nhật Tâm hỗ trợ lo đám tang không đồng. Thì Nhật Tâm đồng ý rồi, nói khi nào giấy xuất viện này nọ ra thì sẽ cho xe cứu thương qua hỗ trợ đưa về chùa và mình bắt đầu mình làm đám. Em nghe thân nhân có kể rằng là sơ qua là chị gái là khi mất thì để lại 2 đứa con. Đúng rồi, mất để lại 2 đứa con, một trai một gái phải không? 2 đứa trai. 2 đứa trai luôn hả? Thằng kia mới được có 7 tháng, hơn 7 tháng mới sanh, hơn được 7 tháng là nó sanh mà nó bệnh. Phía trước mọi người đây là ông ngoại rồi bà ngoại, rồi còn này là anh trai. Chắc anh trai là cũng rành về cái hoàn cảnh của em mình ha. Dạ. Nhung hiện giờ cái gia cảnh của Nhung như thế nào mà không thấy là chồng rồi đứa con lớn đâu ạ? Đây là con lớn. Là con lớn thôi. Dạ, đây đứa con lớn. Còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ thì ba nó bắt đi về dưới về nhà. Đứa nhỏ mấy tháng rồi? Đứa nhỏ 7 tháng mới biết ngồi. Chút xíu rồi. Vẫn chưa biết gì hết à? Không, bé không biết gì hết. Chứ thấy là mà đây đang tẩn liệm nói là bác nhốt mẹ con rồi. Nghe mình xót, mình đứt ruột luôn á. Dạ. Cái em Nhung này thì bệnh nằm bệnh viện lâu chưa hay bác? Mới đưa nó qua bữa trưa thứ bảy. Trưa thứ bảy rồi nằm thì thấy sáng thứ hai thì bác sĩ vô mới coi thấy nó quá nguy kịch thì bác sĩ nói bây giờ thì chỉ còn 50-50 là mổ nó ra mới còn tia hy vọng. Thì thấy vậy nó chứ còn nếu mà không mổ là không có tia nào hy vọng hết. Thì thấy vậy mới đồng ý cho bác sĩ lên ca mổ liền, là tới trưa thứ hai là lên ca mổ luôn đó. Thì bác sĩ nói thì những mổ thì còn có 50-50 mình có hy vọng đó. Thì không có ngờ đâu thì nó lên ca mổ rồi thì bác sĩ báo thì nói giờ em nó quá trời bệnh trong mình nó nhiều quá đi, nó nặng lắm, bây giờ không có còn cứu được nữa. Nó cũng bác sĩ cũng là hết mình là cứu rồi. Thì bác sĩ cũng cố gắng, cũng quá trời cố gắng, cũng nôn một
dữ dội rồi, bác sĩ giờ cũng chịu bó tay thôi. À, trước giờ thì Nhung là làm công việc gì vậy chú? Đi làm công ty. Công ty? Công ty gỗ. Vậy là làm công nhân á? Làm công nhân. Lương đồ ổn không ạ? Trời ơi, lương đâu nó mần gì đâu. Có hình như là có 5 triệu ha, 5 triệu gì đó chứ không có nữa. Mà tăng ca thấy mà. Mà mình tăng ca thấy mẹ luôn, mà có không có tiền bạc gì chứ. Không đủ hai đứa con uống sữa. Rồi lúc đó thì nó mần được đó, thì có thằng. Rồi bây giờ đó, có thêm thằng nữa rồi nó nói bệnh về nó lấy gì đâu mà nó. Rồi giờ thằng cha thì mần lãnh lương ra thì không thấy được bạc nào mà mua sữa, mua sùng, mua tả cho con đó. Coi như là cha bỏ bê luôn. Bỏ bê. Thì bắt đầu con nhỏ này thì vừa thấy nó không ăn được, nó nguy kịch. Cái đầu cái cả tháng nay là nó dọn nó đi, nó ở gần công ty mình hơn nó. À, có nghĩa là trước khi mà chị Nhung đổ bệnh á thì hai vợ chồng vẫn còn ở với nhau được. Rồi tới lúc mà thấy mà không đủ khả năng để lo cho người vợ mình thì người chồng bỏ đi luôn. Bỏ đi để nó ở công ty, nó ở riêng ra trọ, nó muốn riêng, nó ở gần công ty chẳng. Rồi từ sáng đến giờ hay tin là vợ mình mất thì ảnh có tới không? Có điện mà không có cho nó, tại vì cái ngày hôm qua là qua bên bệnh viện thì có nói nó. Nói đây đó thì giờ đó mày với vợ mày không lo chăm nom mày bỏ bê. Bây giờ đó thì nó thấy là cũng như là mày với nó là hết duyên nợ rồi. Nó thì bây giờ đó là nó có mất á thì tao đưa nó đi hỏa táng luôn chứ không có chạy về nhà. Đó. Tao cũng không cho mày hay luôn. Nó có nói nó đàng hoàng sao này nó không có trách mình. Nhung thì bị bệnh gì phải không mày? Hả? Nhung bị bệnh gì? Em Nhung á. Em Nhung nó bị khối u đại tràng. Rồi bây giờ lên ca mổ thì bác sĩ nó bị hoại tử luôn, đúng rồi, đúng rồi, từ trên hết trơn. Nó bị vậy nó luôn cái bệnh đó nữa. Nó ăn vô thì nó không có ấy, nó chờ ngực nó ói. Nó ói mãi, vô chút xíu thì nó uống hớp nước vô chưa đầy 5 phút được đầu nó giọng ngực nó ói trong hồn. Rồi lấy cái gì không ăn được, uống nước cũng không được luôn. Rồi lúc mà cao kháng từng để thì ở nhà thì nó uống sữa vô cũng ói, cái gì cũng ói hết. Mới thấy nó quá trời yếu, nó nói tay chân giò cẳng hết, giờ mất cảnh giác, nó đi hết, nó gượng đi hết, bước hết nổi rồi kè, nó cũng còn không bước gượng luôn. Thế thấy vậy thằng này đi về nó em con quá tệ, con ráng đưa em đi, con đi. Nó là mới đưa đi, bữa thứ bảy đưa qua luôn, nó cứu luôn. Nhưng mà con thấy là có một cái điều hiện giờ mọi người đang lo á, đó là khi mà Nhung mất đi thì hai đứa nhỏ bây giờ tương lai biết làm sao hết. Thì không biết là ông bà ngoại tính cho hai đứa nhỏ như thế nào? Thì ông ngoại với bà ngoại thì nói bây giờ bên nội nó không bắt á, thì thằng này cũng dẫn nuôi cũng con cháu không bỏ. Mà bây giờ bà nội nó xuống dành bắt cái thằng nhỏ rồi. Đó. Chứ nếu mà bà không bắt thì hai thằng nhỏ thì chiều này qua thì ổng nhỏ theo luôn rồi. Đó. Bây giờ bà bắt thằng nhỏ rồi. Nếu bây giờ miếng cho nhỏ ẩm nhỏ đi á, cho hai ẩm nhỏ đi á, thì buộc chồng nó đi nữa thì thằng này không nhất quyết không cho qua. Hồi lúc còn sống mày không lo không gì chứ bây giờ mất mày qua làm cái gì nữa. Coi như là thằng bạn nó đi qua là chú Nhục nó về nơi nhà luôn, nó không thèm qua tới luôn với vợ con, không có gặp cũng với vợ con gì nữa hết trơn. Nó qua bên đây có 150 ngàn tiền xe mà cha nó đủ đi qua, nó nói không có tiền đi xe qua, có 150 ngàn à. Mà nó làm gì không có, mình muốn hàng xóm giờ cũng được, dạ. Sẽ qua nữa. Nó không qua. Thành ra anh hai nó giận quá, cấm không cho nó qua nữa. Vậy chứ nó cái không có qua rồi. Không qua rồi, giờ mình kêu nó làm gì, kêu nó nói giờ á. Thì giờ nó vợ mày vậy đó rồi mày qua không? Nó nói giờ con không có tiền qua, nó cho chiếc xe cho mày không biết đi cầm, mày lo cho vợ mày, biết thương vợ thương con đó, thì chiếc xe mày đi cầm cũng được vậy. Nó lấy xe nó hết hạn rồi à, không có cầm được. Nó nói vậy ai tin không, xe gì mà cầm mà hết hạn á. Đúng không, ta bán còn được nó chứ đừng có nói lo cho vợ con mà ta còn bán xe bán cộ nữa chứ đừng có nói phải không. Còn này hồi nay mình đi cầm kiếm 1-2 triệu mình cầm đi rồi mình qua với vợ con mình. Mà nó nói xe hết hạn không cầm được, nó nói vậy đó, trên đời như thế vậy chứ nhắm có ai tin nó nổi không. Cái nó bỏ bê luôn, nó không qua nữa. Vậy thì cái tiền mà lúc mà Nhung nằm viện phí đồ chi phí như thế nào hay không ạ? Thì lúc đi thì
thằng con là nó mượn tiền em vợ, nó không biết được nhiêu đó, nó chở đi thì tiền chi phí này kia nọ gì đó trong bệnh viện đó thì nó giấy tờ nó làm hết, còn chú thì không có biết tới cái đó, chú qua chỉ chú trực chăm sóc nó thôi. Còn mặt đi ngoài đóng tiền rồi gì gì đó thì tự con chú nó đi đứng nó lo hết. Nó tính nó làm thì chú không biết chữ thì chú đâu có đi được giấy tờ. Vậy là anh này nha. Anh này là lo hết. Là lo hết luôn. Anh làm công việc gì anh? Dạ em làm công ty. Công ty? Dạ, mà rồi cũng mới thất nghiệp em nghỉ luôn. Công ty. Cũng đang thất nghiệp luôn. Dạ. Vậy thì cái thu nhập của anh thấp như vậy thì anh lo viện phí cho em mình ổn không? Dạ không ổn. Dạ. Tại lúc đầu là lúc em về là em thấy Nhung nó nói là anh hai chân em nó hết cử động được. À, lúc đó em quảng hồn em cũng gọi cho mẹ vợ em. Em hỏi mẹ ơi mẹ còn tiền không, gửi cho con mượn 10 triệu. Em của con nó nguy kịch quá rồi, nặng quá rồi, con phải đưa đi liền. Rồi mẹ vợ nghe vậy thì mẹ vợ cũng gửi cho 10 triệu mượn. Rồi em đưa qua bên bệnh viện thì đóng trong ngày đó là đóng hết 7 triệu. Là em còn 3 triệu. Em còn 3 triệu thì em cũng không biết tính sao luôn, mà chưa bác sĩ chưa động địa gì hết, bệnh nhân hết mà mất hết 7 triệu rồi. Rồi thấy vậy rồi em ngồi em khóc. Khóc rồi mấy cô chú ở vòng vòng ở Trung Hồng á, thấy vậy người quyên góp chút cho em. Với bác sĩ cũng giúp, rồi y tá cũng giúp, rồi mấy cô tập vụ lao công cũng cho tiền em luôn. Còn ăn uống thì cũng nhờ mấy cô phòng cái bên mua cho em ăn. Chứ ngoài ra em cũng không có mua đồ ăn nữa, mấy cô cho hết luôn. Dạ. Trong trước khi mà em anh mất á thì anh lo đủ thứ chuyện hết. Đến khi mà nhận được một cái tin xấu nhất, đó là em gái của anh không vượt qua cái cơn nguy kịch. Dạ. Thì lúc đó tinh thần là như thế nào? Đó là em bị khủng hoảng luôn, em chỉ biết ngồi khóc không. Lúc đó em cũng rất là lo, em nói giờ tiền viện phí không có bảo hiểm, bác sĩ nói là rất là cao, mà ca mổ nghe nói là tới 18 triệu, mà em thì chung mình em còn 3 triệu với mấy cô chú cho gom gom lại được 4 triệu nữa là 7 triệu. Rồi em nói ca mổ không đủ, rồi em mới điện về dưới Cà Mau nhỏ em gái dưới, em mượn thêm 10 triệu nữa. Em mượn 15 mà không có, em mượn em có 10 triệu thôi. Rồi em lên đây rồi em mới nói mấy cô chung phòng ở gần phòng cũng nằm bệnh gần, em nói giờ con chưa đủ tiền nữa, con chưa đủ để mổ. Vậy thì tổng cái chi phí mà bác sĩ mình cái phần cần phải thanh toán là bao nhiêu hết anh, sau khi đã mổ xong hết cho anh Nhung? Dạ mổ xong hết thì cái chi phí em thấy trong cái tờ mà bác sĩ kêu em đi đóng á thì nó tới 23 triệu. Dạ 23 triệu, mà cũng nhờ bác sĩ giống là những cái thuốc mà truyền cho Nhung lúc mà hôn mê để mình mổ á, bác sĩ nói tiền thuốc nó rất là cao mà không có bảo hiểm nên bác sĩ cũng xí số qua. Bác sĩ nói bác sĩ chấp nhận cấp trên phạt hoặc khiển trách, tại vì bác sĩ nói là thấy hoàn cảnh này không có tiền bạc mà cũng đáng thương, bác sĩ tặng luôn. Xong rồi khi em Nhung mà xuất viện thì bác sĩ giọng cũng có chung phòng mổ cũng có quyên góp cho được 4 triệu, rồi em cũng đỡ được một chút. Rồi em ra ngoài bác sĩ kêu là liên hệ với bên đội mai táng đi, rồi bác sĩ làm giấy xuất viện. Mà em liên hệ trong 2-3 chỗ mà tiền mai táng tới 23, 22, 24 triệu, em nói cao quá em không đủ tiền. Rồi em ngồi một hồi em mới nhớ lại là hồi đó em có coi YouTube nên em thấy anh Tâm, rồi mới nhớ lại em mới điện cho anh Tâm, nhờ anh Tâm giúp thì em điện, thì anh Tâm cũng đồng ý liền, em rất là mừng luôn, em mừng mà em khóc luôn. Ngày hôm nay ngồi ở đây khi mà chứng kiến được cái đám tang của em gái mình. Dạ. Cô bây giờ là tẩn liệt xong hết rồi thì dạ. Anh nhìn lại cái đám tang anh thấy ổn chưa? Dạ rất là đẹp, anh Tâm làm thấy là rất là đẹp, biết rằng là anh Tâm từ thiện nhưng mà làm rất là đẹp, em cũng rất là mừng, em cũng khỏe người em chút. Thiệt ra ngay lúc này anh em mình ngồi ở đây á, dạ. Nó có hai cái điều buồn. Điều buồn thứ nhất là hai đứa con của Nhung hiện giờ là một cô rồi. Dạ. Điều buồn thứ hai, người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận. Dạ. Mà đến thời điểm bây giờ, người chồng, người cha của hai đứa nhỏ vẫn chưa có đến. Dạ. Thì cái anh khi mà nghiệm lại hai điều đó thì anh thấy như thế nào?
Dạ em thấy em rất buồn, thấy tủi thân cho em gái em có chồng cũng như không mà. Còn đứa bé này thì sau này em sẽ thay mẹ nó, em nuôi nó. Anh thì cũng có gia đình riêng. Dạ. Có con, anh có con không? Dạ em hai đứa. Mà anh xin lỗi, anh tên gì vậy? Dạ tên Khang. Anh Khang. Dạ. Anh Hồ thấy không? Ảnh đang thất nghiệp mấy tháng nay. Rồi phải xin tiền vợ, xin tiền phía vợ để lo mượn cho em. Mượn tiền mẹ vợ. Mẹ vợ. Đó là phía vợ là một hậu phương vững lắm á. Anh Khang với lại có Nhung là một em gái thôi hay là anh có mấy anh em? Dạ còn đứa em gái kế em là Tinh Thị Dung, thứ ba ở dưới Cà Mau, lấy chồng ở Cà Mau ở dưới. Quê mình là ở đâu ạ? Dạ Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. Ông bà ngoại là cũng đang ở quê, từ quê chạy lên. Dạ không, ở Trà Vinh mà em lên Bình Dương em muốn vợ em làm ở lâu rồi. Anh Hồ thì chắc có lẽ lần đầu tiên anh có mặt ở chùa, ngôi chùa. Anh chứng kiến đám tang và anh nghe nãy giờ nghe câu chuyện của gia đình đó. Anh thấy như thế nào? Cái cảm giác rất là buồn rồi. Thật ra thì vừa đau lòng mà lại vừa tủi thân nữa. Và đặc biệt là đối với bé vô tội như thế này, mất mẹ mà cũng không biết luôn, chỉ nói một cái câu rất là hay hơn, mẹ bị nhốt rồi. Và nghe lại cái hoàn cảnh của anh Khang rồi kể về em gái ruột của mình phải mượn tiền mẹ vợ của mình, mượn tiền em của mình để đôn cái đáng để lo từng để cho em mình được mổ để níu kéo sự sống. Chắc có lẽ bây giờ anh em tạm ngưng ha. Em thì khi nãy em nhận được cuộc gọi của anh Nhật Tâm á, cũng khá là vội, cho nên em cũng chạy đến để tìm hiểu cái hoàn cảnh gia đình. Yeah. Thì trước mắt thì em cũng có gì hơn, em đây cái món quà nhỏ của em thôi. Yeah. Tiền cá nhân em gửi tặng cho gia đình để gia đình lo hậu sự. Yeah. 2 triệu cho gia đình ha. Yeah. Rồi nếu mà cô bác anh chị nào á mà có tiếp á thì liên hệ anh, thì số điện thoại nào anh có thể chia sẻ được không ạ? Dạ số điện thoại 0907175718. Anh đọc lại giùm em với, để em lưu lại. 0907175718. Dạ. Dạ. Đây là món quà nhỏ của em gửi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Hiện nay thì cái viện phí mình còn thiếu nhiều không anh Khang? Dạ nếu mà nhờ anh bên anh Nhật giúp đỡ cái chi phí mà cẩn liệm hay rồi thì em thấy giờ em rất là khỏe. Hôm nay thì nghe Phong gọi lại thì anh em thì cùng đến đây để chia buồn gia đình của mình. Dạ. Và nhất là đối với sự mất mát to lớn của gia đình của mình đó. Dạ. Thì em thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Dạ. Là một chú Kevin Trần ở Mỹ với lại một chị ở giấu tên ở Canada hỗ trợ. Dạ. Cho gia đình mình 2 triệu ha. Dạ. Dạ. Em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Cảm ơn hai chú. Đâu biết gì đó. Khi nãy thì anh Nhật Tâm có làm xong cái đám này thì em có chia sẻ với anh Khang, thì anh Khang anh có một ánh mắt anh khá là xúc động khi mà anh chứng kiến cái việc mà nhóm của mình nó lo hậu sự rất là chỉnh chu. Thậm chí cũng chia sẻ thiệt là ba hiện giờ ngay tại cái nhà hoàng này ba đám, nhưng mà đám của Nhật Tâm hiện giờ là chỉnh chu hết, đầy đủ hết. Thì nãy giờ anh nghe anh Khang chia sẻ thì cái cảm xúc của anh như thế nào anh Nhật? Thì mình giúp cho bà con cái lúc ngặt này, coi như mình cứ nghĩ mình là cái phao á, bây giờ mình không giúp thì không ai giúp. Tại vì á bây giờ nó thẳng từ cái vụ mùa dịch Covid á thì cái vấn đề từ thiện nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, trá hình lạm dụng từ thiện để trục lợi bản thân cũng rất là nhiều, nên mình cứ làm đúng cái lương tâm của mình làm. Còn vấn đề thời gian qua thì Phong Bụi với anh Bùi Hồ cũng thấy rồi đó, từ thiện các kiểu, phanh phui các kiểu, rồi tùm lum tà lưa hết, nhưng mình làm sao để cho mình là bộ mặt của nước Việt Nam mình giúp cho bà con đồng bào dân tộc của mình, và mình để cho mọi người ở ngoài thế giới cũng như trong nước được thấy vẫn còn những người vẫn âm thầm làm từ thiện. Thiệt ra thì trong cái đợt dịch vừa qua thì anh Nhật Tâm là không tẩn liệm, nhưng mà có hỗ trợ quan tài, hỗ trợ áo quan.
Tại vì nhớ mà nhập tâm là không có khả năng là tẩm liệm những cái trường hợp dương tính. Đúng rồi. Và có một cái nghịch cảnh thời điểm đó là mình biết rằng là các cái lò thiêu ở Sài Gòn là gần như quá tải. Đúng rồi. Và thời điểm đó cũng tạm ngưng, nhưng mà hỗ trợ cho nhóm mọi người là đó là đưa xe cứu thương đi phát quà từ thiện. Dạ, thì đó rồi. Cũng là cách làm để hỗ trợ san sẻ. Khi nãy anh Khang có nói một cái điều mà em khá là ấn tượng. Trước khi anh liên hệ nhóm nhập tâm á, thì anh có liên hệ rất là nhiều nhà quà. Có chỗ thì họ cũng nói làm từ thiện nhưng hỗ trợ giá 20 triệu, ba hai mấy triệu đúng không anh? Gần như anh tuyệt vọng không? Không còn cái cách nào hết. Và nhớ sực ra có số điện thoại của anh Nhật Tâm. Không biết là anh Khang lúc đó anh gọi điện thoại cho nhớ anh Nhật Tâm là cũng mấy cuộc gọi là anh nhận được cái lời hồi đáp. Dạ em vừa gọi là nổi chung một hai cái là anh Nhật không máy. Mà khi mà nghe lời anh Nhật đồng ý hỗ trợ thì tinh thần anh lúc đó như thế nào? Em rất là mừng, khóc luôn. Hôm nay là em thì đồng hành với anh Nhật Tâm là khá là nhiều đám tang. Anh Bùi Hồ cũng là có lẽ đây là lần đầu tiên đúng không? Và anh thấy gần như trọn vẹn hết à. Bây giờ thậm chí đưa luôn đi quả thiêu nhóm Nhật Tâm hỗ trợ luôn. Thì trước hết thì cũng san sẻ cái khó khăn gia đình của bạn Nhung. Hy vọng rằng là tiếp tục trong hành trình tới thì nhóm Nhật Tâm sẽ đồng hành nhiều cái gia đình khó khăn hơn nữa ha. Lúc nãy thì Khang có chia sẻ rằng là khi mà cầu cứu các nhà hoàng á, thì báo giá rất là cao như Phong nói đó anh Tâm. Thì sau khi mà coi được cái YouTube á, thì biết được cái số điện thoại của anh ở trên đó để mà có thể nhờ đội của mình hỗ trợ. Thì qua cái clip này có thể đọc lại cái số điện thoại để những người mà họ cần hoặc là họ muốn được giúp thì họ có thể thông qua số điện thoại của anh. Thì cái số điện thoại của bên Nhật Tâm là 093 18 19 115. Thì Nhật Tâm cũng xin nói rõ luôn là cái vấn đề mà bà con nghèo khó khăn cần xe cứu thương và lo mai táng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương hoặc là ở miền Tây. Tại vì Nhật Tâm mở một chi nhánh ở miền Tây là ở Sóc Trăng, là phục vụ cho bà con tỉnh miền Tây chứ không phải riêng gì tỉnh Sóc Trăng. Nên bên Trà Vinh, bên Kiên Giang hoặc An Giang cần Nhật Tâm vẫn qua hỗ trợ, nhưng với điều kiện là test cái vấn đề Covid. Tại vì á, thời gian qua á, tại sao Nhật Tâm không lo cho bà con mà bị nhiễm Covid được? Tại vì bản thân Nhật Tâm là làm trong ngành y tế, thì cái vấn đề mà những người nhiễm Covid á, khi mà mình bận đồ bảo hộ vô, mình đi lấy những cái ca trường hợp mất vì Covid, không khéo mình về mình lây ngược lại cho các đồng đội, các những người thân trong gia đình luôn. Tại nguyên tắc phòng chống dịch mà nguyên tắc để mà hỗ trợ lấy những cái ca trường hợp tử vong vì Covid á, thì để bên ngành y tế người ta lo. Chứ nó thẳng nhiều lúc mình thấy tình nguyện viên rồi đi qua lấy mẫu test Covid, lấy đúng hay không mình chưa biết, lây lan ra là số nhiều. Chính xác, đi qua hốt cái xác, có một bộ đồ bận xuống hốt cái chỗ này, quay qua đi qua lại lên xe hốt tiếp cái chỗ khác mà chỗ đó nó âm tính đi, có phải lây một người nữa không? Nên cái vấn đề phòng chống dịch mình phải kỹ như thế nào đảm bảo an toàn cho bản thân mình, người thân và mọi người xung quanh. Chứ mà cứ đùa theo mà cái vấn đề phòng chống dịch mà cứ đùa theo đi hốt bậy hốt bạ là hồi nữa. Từ một chỗ bị mà thành nữa, cả đống luôn. Tại vì cái mình đi mình chở dịch rồi mình đi phòng chống dịch mình biết rất là kỹ và nó rất là khắc khe. Chứ không phải như trận vừa rồi mà nó đúng luôn là mình thấy mà bà con chết mà nó thẳng luôn. Gọi điện xin áo quan không đáp ứng nổi, rồi một số nhái mình, mạo danh hình như là có mạo danh là Phong Bụi, nhưng mà mạo danh nhân chứng luôn rồi, nhưng mà là cái gì thủ quỹ của Nhật Tâm có luôn. Nhưng mà Nhật Tâm cũng nói thẳng luôn là Nhật Tâm không có thủ quỹ, chỉ có một mình Nhật Tâm đứng ra là người đứng đầu và người chịu trách nhiệm tất hết toàn bộ vấn đề đó, không có thủ quỹ. Từ bữa giờ từ hôm dịch là coi như là nhái mạo danh Phong Bụi rồi mạo danh nhân chứng mà nói là thủ quỹ của Nhật Tâm, rồi lấy tên nhái giống nữa,
nó đủ trò á. Nên á, khi mà Nhật Tâm cũng muốn nói luôn là các tất cả anh chị em mạnh thường quân trong nước ngoài nước á, gần xa á, có muốn ủng hộ hay muốn đóng góp hay muốn cần liên lạc gì, cứ gọi trực tiếp cho Nhật Tâm số 093 18 19 115. Nhật Tâm sẽ giải đáp toàn bộ, chứ Nhật Tâm là không có vấn đề trợ lý hay thủ quỹ gì hết. Chỉ có tài xế cận lực nhất là anh Thiện á, là cận kề nhất luôn. Tại đôi khi công việc nó bận, vấn đề phòng chống dịch thì mình phải nhờ em Thiện đứng ra giải quyết giúp giùm, là chỉ có em đó là coi như là cận kề sát bên, là hỗ trợ vấn đề xử lý công việc, như là anh này đi, ảnh nhờ thì á, cuối cùng là nói ờ Thiện ơi liên hệ với ảnh xử lý giùm anh, là bắt đầu sắp xếp anh em tài xế đều đi lấy xác, rồi là đều đi chở áo quan, phân chia công việc ra anh em cùng nhau làm, chứ Nhật Tâm là không có thủ quỹ. Dạ. Thời gian qua thì cũng có rất là nhiều điều hôm nay ngồi tâm sự với Nhật Tâm mới để cho mọi người được rõ hơn ha. Thôi thì cũng chúc anh Nhật Tâm và nhóm sức khỏe và cũng san sẻ khó khăn của gia đình hiện giờ, chia buồn với chú với gia đình ha. Con xin phép ạ. Dạ, chia buồn với chú ha, chia buồn với lại Khang gia đình ạ. Cảm xin lại số điện thoại.